Tổng công ty bảo hiểm BIDV Bích vừa chi trả quyền lợi bảo hiểm tai nạn và sức khỏe con người Bích Bình An cho thân nhân khách hàng Ngô Đức Thành, tỉnh Phú Thọ, không may tử vong do đuối nước tại vùng ngập lụt, hậu quả sau cơn bão Yagi. Ông Thành là khách hàng thân thiết đang vay vốn tại BIDV Hùng Vương, trong lúc cứu tài sản, không may bị đuối nước dẫn đến tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin từ phía gia đình khách hàng, công ty bảo hiểm BIDV Phú Thọ đã đến thăm hỏi, động viên, tích cực phối hợp với các bên liên quan, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thực hiện chi trả toàn bộ quyền lợi bảo hiểm với số tiền trên 1,4 tỷ đồng cho thân nhân gia đình ông, bao gồm số tiền tham gia bảo hiểm, hỗ trợ tiền vay lãi trong thời gian chờ làm thủ tục bảo hiểm và trợ cấp mai táng. Dịp này, Tổng công ty bảo hiểm BIDV cũng trao số tiền ủng hộ 30 triệu đồng cho đại diện Ủy ban nhân dân xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ để khắc phục hậu quả do bão Yagi gây ra.